Ok, hôm nay anh em, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một con game mới. Đây là con Cobancore. Game này thì nó cũng mới ra mắt gần đây thôi. Đây. Hiện đang giảm giá 20% nữa thì phải. Đang trong cái đợt Winter Sale nè. Game này ra mắt vào tầm 1 tháng rưỡi trước. Mặc dù mới ra mắt thôi nhưng mà nó đã đạt được hơn 1.000 lượt đánh giá cực kỳ tích cực luôn nè. Con số này gần như là hoàn hảo luôn rồi đó. Tháng rưỡi mà được cái chỉ số này rất là ngon nghẻ luôn. Ngoài ra thì cái mà giá cái game của nó thực sự không rẻ nha. Game này là giá game ở mức chấp nhận được chứ không có quá rẻ, nhưng mà nó đạt được cái thành công như thế này là quá khủng khiếp rồi. Đây. Hiện tại vẫn đang có hơn là 300 người đang chơi nè. Coi thử cái chơi lương game sau. Thì như tôi thấy đây là con game thẻ bài thông thường thôi. Mấy chỉ số nó rất là đơn giản luôn. Đây là một con Gogula giúp vui. Cái thể loại mà của nó là khoa học viễn tưởng hành động, tập trung như là cái lối chơi mà cá nhân nhiều hơn, thiên về yếu tố chiến thuật. Mình sẽ né tránh những cái đường đạn đạo, sử dụng cái mà canon là cái súng của mình, bắn vào cái phản công vũ trụ rồi địch thôi. Thì di chuyển trái phải qua lại là chính vậy. Đấy. Game thì trông có vẻ khá là đơn giản. Mình có thể tận dụng mấy cái khối lốc ở đây để mà đỡ đòn cho mình được nó. Game này chắc yếu tố chiến thuật nó rất là cao, hoặc là phải tính toán dữ lắm. Cơ bản thì cái giới thiệu này với cái mà trailer thì nó cũng không có mô tả nhiều. Tôi thấy mình có thể di chuyển qua lại trái phải nè. Có thể di chuyển trái phải qua lại nè. Xong rồi bắn đạn nó. Thì chắc nó giống con mà Destroy Automata quá. DATH. Thì con này là mình di chuyển cái tàu vũ trụ mình theo chiều ngang, thì nó cũng na ná như con này di chuyển chiếc xe mình theo chiều dọc vậy đó. Thì cũng có 4 năm làn đường rồi 4 năm cái loại đạn đạo vô như thế này. Thì hy vọng là con game này tôi nghĩ là nó hay, là chắc ăn là nó hay rồi. Đánh giá như thế này là không hay sao được. Hy vọng là mình nhanh chóng làm quen game mà hợp với nó thôi. Đây, một số cái nhận định của cái nhà phát hành lớn của mấy cái trang review lớn nè. Nhà phát hành này thì tôi không biết họ còn con game gì nữa không. Dev thì chỉ mới có 2 con game thôi. Game này thì quá thành công rồi. Lúc trước thì họ làm một con game mà custom cái tàu vũ trụ đó, dạng building mà xây dựng cái tàu vũ trụ thôi. Sang bản này thì con game mới của họ họ dùng luôn cái tàu vũ trụ đi đánh với người khác. Nhà phát hành này thì cũng chỉ có một vài con game là chính. Ô, con này 20.000 lượt đánh giá nè. Quá khủng nè. Con này thì tôi cũng biết. Con này tôi cũng có mua rồi. Nhưng mà chưa có thời gian chơi thôi. Thằng đệ tôi nó cũng có mua nó hay gì cả. À nó có nè. Con này thì con game mà bắn robot cũng mới ra mắt gần đây. Vào giữa năm hay đầu năm vậy đó. Con này thì chưa biết nhưng mà nhìn trông có vẻ khá là thú vị đó. Con này biết rồi, mình những cái đảo này nó cạp cạp vô nó bể cái đảo dần dần ra. Game này cũng thú vị vết mà sao gần đây ít được đánh giá nha. Tunip Boy. Game này rất là nhẹ luôn. Chỉ có 500 mê thôi, đánh giá cực kỳ tích cực nên hầu hết là toàn là like thôi. Game thì hỗ trợ cũng 10 ngôn ngữ nhưng đáng tiếc là không có tiếng Việt chúng ta. Rồi vô thử game coi làm sao. Đấy, chưa gì vô đây rồi. Zoom không. Con game này nó không có lốc 3 thì nó chỉ có 012 thôi. Âm thanh thì hồi nãy tôi đã vô chỉnh nó nhỏ nhỏ xuống một tí. Full game non, pixel phong. Anh em muốn phong pixel không? Thực ra thì không đâu. Phong pixel nó rất là khó đọc, rất là khó hiển thị nữa. Nhưng ngoài ra là cái phun dịch này nó cũng không có dịch chuẩn nữa. Thử đây. Nó vẫn đọc được, nhưng mà lỗi phía siêu phong nè.
Sao nó lại thu nhỏ màn hình này? Không được rồi anh em ơi. Thôi. Thôi lỡ rồi để phía sau không đi. Pin new. Cái bên co này V13120 đang tạo cái co. Cái co bị lỗi rồi. Con game này cái thông chính của nó là cái màu xanh lam rồi luôn. Con mèo rồi. Đang update cái bản phát cá nhân lên. Giải mã cái ngân hàng trí nhớ lại. Hello. Vậy đi, vậy đi. Thôi đầu tôi, ok. Cái phong pixel khó đọc quá anh em ơi. Bí gì nãy tôi chỉnh lại cái kia rồi. Đây cần đánh thức tất cả cái phi hành đoàn trong cái ngủ đông dậy sớm thôi. Không có đủ thời gian để chuẩn bị mà khôi phục trí nhớ toàn bộ cho tất cả mọi người đâu. Trí nhớ của tôi là tôi thực cần nó. Con này là tên Git, nó màu cam. Con này là con cát, con mèo. Nó màu trắng. Xin lỗi là tôi không có lựa chọn nào khác cả. Mệnh lệnh bây giờ thì đang rất là gấp thôi. Chung là mở cái tàu chiến lên những bị chiến luôn nè. Chúng ta có ba nhân vật. Con mèo ở đây, Dizzy, Gitter và Peggy. Tôi kêu bằng màu đi nha. Lam, cam, tím. Mình sẽ chơi những cái kẹt với tiêu chuẩn với nhóm của mình. Mình có thể chơi 5 kẹt mỗi tôi. Mỗi kẹt thì sẽ tiêu tốn năng lượng. Mà số 1 này. Vậy là mình chơi được có 3 kẹt thôi chứ. Thì số năng lượng sẽ sau góc chơi bên trái. Mình có 3 năng lượng mỗi tôi. Nếu mình hết nó thì năng lượng sẽ là ngừng lại mỗi tôi thôi. Attack thì attack bằng cạc là nó hiện cái màu xanh trên này á. Rồi ok. Bạn luôn luôn có thể biết là quân địch sẽ có kế hoạch làm những gì. Giờ mình có thể quân địch thì bây giờ đó, nó sẽ chuẩn bị tấn công của mình vào một đam nè. Mình có thể sử dụng cái siêu lốc đây. À cái siêu là cái số nhỏ nhỏ bên này nè. Bây giờ mình vẫn còn một cái năng lượng. Lay tiếp cái kẹt nào đó mình thích thôi. Multi shot bắn hai lần á. Siêu thêm siêu. Đồ cái siêu bình thường của mình á là mình có thể là có chừng là 4 cái nào là mình xài thì có thể là tên sau nó vẫn còn. Nhưng mà cái siêu tạm á, cái siêu màu tím này á, khi mình xài á thì nó sau một tuần nó mất luôn. Bây giờ nhắn ra anh tôn rồi ok, cũng tương đối dễ hiểu. Nó chuẩn bị bắn mình 5 đam vô đây đó, chuẩn bị một đòn tấn công mạnh. Mình cần phải né tránh cái đòn tấn công này, nên lít vào cái thẻ né tránh này. Trái phải một thì dắt đi qua được trái hoặc phải một ô thôi đó, hiển thị thông số dưới đây. Bây giờ nếu như mình không di chuyển tool này thì tool sau mình có di chuyển được không ta? Bây giờ né sang phải một ô, đơn giản. Rồi, có thể hover vào cái cạc để xem nó là cái gì. Bây giờ bắn một phát cúc hai cạc, thì khi nào nhiều điểm mình mới chơi cái cạc này thôi. Siêu tạm mình cũng không cần, di chuyển cũng không cần. Cúc hai cạc để mình bắn thêm mất. Nó di chuyển qua đây, nó chuẩn bị bắn mình hai cái. Đó, mình mất cái siêu tạm thôi, cái siêu chính mình vẫn còn nè. Nên có thời gian thì mình sẽ xài cái siêu chính. Quân địch thì chuẩn bị áp dụng cái hiệu ứng FPS gì đó lên mình. Vừa bắn vừa thủ. Bắn một rút một. Bắn hai, xong. Mình đã được được cái cổ ngữ. Cái artifact là cái cổ vật. Cổ vật này sẽ cho mình một siêu và một né tránh ở cái tuần đầu tiên. Rồi ở dưới thì nó mô tả cái siêu né tránh thôi. Bây giờ mình có thể chọn một lá bài. Né tránh một và rút hai cạc. Được. Rút hai cạc á né tool nữa đó. Nên không có bắt buộc mình là phải tấn công quá nhiều. Max siêu mình sẽ tăng thêm một nữa nè. Nó có cái chỉ số ở đây nha, Uncommon là nó hiếm hơn. Ừ.
cái lá này. Không biết nó là gì nhưng mà mới tập chơi làm quen với game á thì mình nên lấy cái lá có giá trị cao nhất. Tại vì sau này những cái lá phổ xong á, mình có thể là gặp rất nhiều luôn nên dễ quen với nó. Rồi, tôi bắt đầu mới có lại trí nhớ của mình. Ê, vô đây vẫn sẽ tin được nè. Cubaco là một cái thiết bị công nghệ cao. Cũng thức tôi dậy. Nhớ là nhấn vào cái nút nào đó là cái nút nó màu trắng. Im đi. Chúng ta ở trong cái vòng lặp này, tôi đã nghe điều đó 517 lần rồi. Con mèo này nghe 517 lần đến giờ mà nó vẫn đếm từng lần luôn là hay lắm á. Đúng là trí tuệ nhân tạo có khác. Đây là cái máy chủ của con tàu nè. Đúng là cái thời kỳ AI nó chiếm lấy nhân loại rồi thì loài mèo cũng chiếm lấy thế giới luôn. Con nào là con cá sấu đó. Giờ đến lúc là gần cái vòng lặp thời gian rồi. Nhớ là chúng ta đây chuẩn bị có một cơ hội cuối cùng. Cái vùng này là Lazuli Nebula. Đánh xong con boss này mình sẽ qua được vùng đất mới. Bây giờ mình nên di chuyển như thế nào? Một cái tín hiệu không rõ ràng đến từ cái này. Hẳn là nó có cái hay ho gì đó lắm. Nếu như mình đi đường này thì mình chỉ được đánh có một lần thôi. Nhưng mà mình được biết những cái tín hiệu đó là cái gì. Nên nếu tôi đi thì tôi sẽ đi như thế này. Này lên, mình sẽ tìm được hiểu được ba cái luôn. Đi này đi. Nó bắn mình một đam. Một đam một siêu là được. Cái gì? Midgar là cái đường chính giữa này. Giữa mình và con ship mình có thể lock đòn tấn công. Nhưng nó sẽ làm yếu con tàu đi. Phá hủy nó nếu họ đánh tất cả làm sao ta? Tức là bắn bỏ cái viên đạn đạo đó phải không? Mất cái siêu tạm thôi, không mất cái siêu chính. Bắt buộc mình phải phá hủy cái viên đạn đạo này. Nó chuẩn bị bắn cái đạn đạo nên mình di chuyển qua bển luôn đi. Mình có thể một lần di chuyển nào. Bây giờ nên sang phải hai ô nữa, không thôi mình mất ba cục siêu luôn thì cũng toan lắm. Không mất siêu tuần sau mình diệt nó luôn này. Đơn giản. Toàn bộ mấy lá bài là phổ biến hết. Làm sao? Tăng thêm di chuyển thêm ba hướng ngẫu nhiên trong mà nó random thôi. Nhưng mà nó không tốn điểm thì cũng ngon lắm. Không tốn điểm thì tất nhiên là nó ngon rồi. Nhưng mà nó vô nó sẽ chiếm một lót trong bộ bài của mình. Tức là khó kiểm soát bài dữ lắm. Có điều mấy lá kia thì nó cũng cùi như nhau. Sửa chữa thì chắc vô đây để hồi máu không. Đây vòng lặp cuối 400 hay gì, 517 rồi. Úp thử một kẹt coi nó làm sao. Cái kẹt của mình, kẹt mình tươi sót nè. Mình úp nó thì nó sẽ tấn công 3 lần. Còn cái này hoặc là xuyên qua cái siêu nó. Lúc cái đá này càng tăng mà cái hạn mức lên 2 cũng được. Nhưng mà nó gì thao nha. Tôi mới thấy chữ gì thao rồi.
Cái này là tăng thêm rồi, nó mất 100. Ủa ở đâu? Nó tăng theo hai cái siêu ảo nè. Mu random không ổn, không ổn đâu. Xem cái hai lần bắn hai lần. Không hiểu lắm. Cái flip nó là trong cái combat nhấn chuột phải hoặc là lít cầm trôi cái đặc cạc này để lật cái hướng ở lại. Tức là mình có thể sang phải cũng có thể sang trái nữa. Không hiểu lắm. Nếu nâng thì tôi sẽ nâng lá này. Của cái lá này. Tại vì nó tăng lên được hai chỉ số siêu rồi, rất là ngon. Bà ngoại này thì bà bán cái cửa hàng bánh kẹo vũ khí, bánh kẹo hoặc là bánh game cả hai. Rồi wow gây Phagia attack đam bằng tổng cộng cái đam mà của cái quân địch làm sao ta, tức là cái súng quân địch bao nhiêu đam là nó gây đam nhiêu đó hả? Đánh thử con boss elite đây. Quá đẹp, tôi gì lại attack ship có rất nhiều cái khẩu súng này. Một thời gian tiền thưởng rất là lớn đó. Được rồi, ok. Nó bắn như này sao mà né được. Đứt bỏ attack down. Đây, nhắc xài lá này thôi. Tại đá này bây giờ cũng hơi phí. Nhưng mà không xài, xài đá này thì nó cũng phí thôi. Xài luôn đi. Chết rồi, mua qua đây là ngu rồi. Phí tự nhiên rút hai lá chi phí quá. Nếu chuẩn bị đánh mình ba đam mình có thể di chuyển qua hai ô bắn vào cái mạng phải của nó đây, lá này lấy một thủ bắn rút hai lá nữa. Mình sẽ dính ít nhất là hai đam. Xài lá này lóc luôn, còn lại công nó thôi. Hai đam mình đánh cái lá này thì bốn đam nữa hả, phải không? Theo như tôi đọc hiểu là nó như vậy đó. Sáu đam hả? Xài lá này, xài tiếp lá này, có ba lớp siêu thủ. Xài luôn lá này lấy một siêu dự phòng. Giao sao thì mình gạt nó được rồi. Một nè, hai nè. Ba siêu, bít siêu cũng ngon. Mình có cái kia nó căng, nó mà tăng cái cấp thành lên rồi chắc lấy lá này. Lấy đi. Ô. Thôi một máu như lót cái đó.
ba Digi card. Digi card là cái card màu xanh lam này phải không? Không hiểu lắm. Trên dưới cũng như nhau thôi. Digi card hình như là cái card màu xanh của con này. Siêu 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 cái này là cái gì à, nó chuẩn bị boost cái hiệu ứng lên nó. Chết rồi, nó di chuyển gì dữ vậy? Từ từ để coi nó làm sao đã. Nếu mà bắn đạn thì nó sẽ di chuyển qua bên trái, tức là mình bắn vô chính giữa nó hay gì, mình bắn nó có khi nó lao qua trái nó néo không. Đúng rồi, gần rồi, hiểu sơ sơ rồi. Bốn đạm, trời ơi. Mình bắn nó sẽ di chuyển qua phải nè, nên chưa bắn được. Khốn nạn thiệt. Năm đạm. Nó không có né. Năm đam thì nó bắn mới xong, mình vẫn còn hai giáp, chả sao cả. Rồi né luôn đi. Rồi ơi. Nó chuẩn bị boost thì mình hạ gục nó luôn. Ok, vẫn không mất máu nào. Mục tiêu hàng đầu vẫn là giữ máu. Cái này Hammer Bot, khi mình di chuyển thì sẽ tăng thêm một nữa. Cái cạn này thì không bị quỷ sau khi mình kết thúc một cái tool, nhưng mà chỉ xài được một lần thôi. Giờ đi sang phải ba ô, một công một thủ. Thử ra này đi. Đi luôn, làm gì được nhau. Trời, nó nhét gác vô kẹt mình, nó chuẩn bị đánh bốn cái. Nãy xài đá này trước mới đúng rồi. Nó boost siêu quá, mình có thể phá nó được.
mới bắt được có một máu nữa thôi, nếu ổn rồi. 4 đam thì cho nó đánh đi, bây giờ mình bắn nó lại 4 đam. Hai đam á, hai đam thì cũng không sao, vẫn còn cái lớp siêu. 4 đam nè con, mình vẫn còn một lớp siêu, nó chuẩn bị sạc phát này mà mình đủ 3 đam nữa thì ngon. Ba hả? 1 2 xong rồi, vui máu vui giáp chả sao cả. Come on, come on, come đương nhiên là nâng gạt rồi. Tôi không biết cái này là cái gì nè. Có thể là di chuyển hai sang phải bắn một cái, hoặc là di chuyển hai sang trái bắn một cái. Thường đam là trên hết trước đó. Thấy con nào ra đam không? Cái bộ cảm biến nó thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó to đến mức là khủng khiếp luôn. Một khối tinh thể khổng lồ á, không có đâu. Ờ đúng thiệt cơ. Mình chơi như thế này. Ok, mất một siêu rồi. Bắn nó 6 đam thì mình không mất máu. Bắn luôn. Bít đam. 1, 2, 3. Cái này thì 7 rồi. Nhưng hồi nãy xài lá này thì ngon. Bắn xong thì vẫn còn hai siêu. Ok. Trời ơi, nó bắn gắt quá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hồi nãy xài cái lá này trước, xài cái lá kia sau mới đúng. Chơi ngu rồi. Mất một siêu. Bây giờ nó đánh mình vô thì chỉ mất có một máu thôi. Mình chơi lá này nó được thì 9 đam lận à. Bắn luôn, bắn máu để nhanh tiến độ lên. Biết hết. Hai ba bốn năm. Mình vẫn còn đầy máu. Thôi chết rồi.
vừa hết cái lớp siêu mình luôn. Bốn không sao. Bốn 12 12, một hit, one hit. Rồi tăng được 3 máu nữa hả? Chỉ số của tàu bây giờ là tăng thêm 2 cái máu tối đa nữa, cộng 9 hút. U là cái gì đó? Hình như là cái cấp thành siêu hay gì á. Nè. Lớp bọc ngoài là cái vỏ bảo vệ á, nó là cái này nè. Gây. Ai da. Điểm yếu. Nhận thêm mà một đam từ tất cả cái đồn tấn công. Hủy tất cả càng và rút 5 càng. Khi bài mình xấu thì lá này nó rất là ngon. Còn khi bài mình đẹp thì nó lại ngược lại. Nhưng mà nó chỉ xài một lần những cái combat thôi. Thành ra không có giá trị vô mấy. Phá giáp. Tương lai này. Đôi cánh thợ săn. Khi kết thúc một tuần, nếu như mình còn nhiều hơn không energy thì chỉ chuyển thành cánh. Cái cánh này là cái gì không biết luôn. Một đến hai cái artifact cơ bản. Nhưng mà lấy thêm 3 lá bài gác. À lấy cái cánh này đi. Thằng mệt bao nhiêu lần rồi. Đây tiếp tục di chuyển thôi. Vượt qua rất là nhiều năm ánh sáng, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Vào cái vùng đất mới là Sapphire Luther. Vùng đất này vô pháp thôi, nơi mà có rất là nhiều những cái lũ hải tặc, những kẻ trộm cắp và những kẻ cướp bóc. Năm giáp 2, năm giáp 10 máu. Phát đầu nó bắn 3 máu hả? Chuẩn bị bắn mình 4 đam. Mình giật sang bên nào cũng được cho nè, nên không có lo cái chuyện di chuyển. Này thì 4 đam với chúng tôi. Cái lá độc này rất là ngon nha. Nó phá một giáp mỗi tuần. Bây giờ nó còn có 4 máu thôi. Không cho nó bắn luôn á.
đơn giản. Gây gây luôn phải bắt. Khi mà cái ship này bị tấn công thì nó sẽ bắn thêm một cái đòn nữa, nhưng mà nó bắn vô siêu mình thì mình có trả đòn phải không? Cái lá này phòng thủ tăng thêm một né tránh mỗi tool. Không, mình có một né tránh là đủ rồi, không cần nhiều. Trời ơi, hai đam rồi, nó chỉ đo sát thôi. Cái phần này là giáp hả? Cái phần này thì nó sẽ đỡ thêm một đam. Nó chuẩn bị bắn cái gốc két ở hướng này. Chết rồi, tự nhiên xài lá đó anh chi trời. Thôi xong tôi rồi, bể tao. Bể da. Nó bắn cái tên lửa này là không có đỡ được nha. Nó sẽ bắn tới 4 lần. Cùng với lá công rồi luôn. Cho cái tên lửa này nó hai đam đi. Xong mình sẽ di chuyển hoặc là phá cái tên lửa nó luôn, xong rồi boost siêu lên, rồi 3 điểm lần nhầm. Ở đây đang trộn gói luôn á. Mất 3 máu rồi trời. Hai đam thì không sao. Nó còn 8 máu hả? Nó bắn như thế này thì 4 đam.
mất một chiếc ốc. Hai đam hay giả vấn đề gì cả. Còn ba máu thì thôi bay màu luôn đi. Nãy tính sai một phát mất ba máu rồi. Này là cái gì? Làm sao ta? Stone thì đáng lẽ nó đâu phải là bài xấu gì đâu. Không, chưa gần gì file đâu. Nếu như nó bị tôn thì mình đâu cần phòng thủ. Quỷ một phần của cái con tàu đó thôi. Hai tôn. Nãy giờ không để ý, ở đây là có mấy cái ô gỗng hả? Cái này nó đâu có giáp đâu. Nên xài thử coi nó vô máu không? Có vô máu không kìa? Vậy coi bộ hơi bị ngon đó. Năm. Không thấy cái lá kia ta. Cần cái lá này nè, nhưng mà mãi nó không ra là sao?
Còn chết tôi rồi gì. Đây, lá vai vi đây. 10 máu thì một hết là nó đi luôn. Được cái anti phát mình đeo được một con là đeo được tối đa nó bao nhiêu ta, không 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 nguy hiểm lắm. Một năng lượng cho cái tool đầu tiên thì không có ý nghĩa. Con mực hả? Nó bắn vô cái cục đá này hay gì? Lốc đồn tấn công. Sau đó thì nó sẽ bị phá hủy. Nó chuẩn bị bắn mình 5 đam. Trời ơi, bắn nó kìa. Sao mà mạnh dữ vậy ta? Ủa sao mà nó bắn mạnh như vậy? Mất một máu không ta? Tôi thì không muốn liều cho mất một máu lắm. Giữ máu đi, một máu đôi khi nó cũng rất là quan trọng á. Thôi xong tôi rồi, chơi ngu rồi. Pha chơi cực kỳ dài rồi. Mất 3 máu luôn. Biết gì đứng nó bên đây chứ rồi. Trời ơi, mất 6 máu, hoàng ức. Không đủ 3 đam nữa nhé. Không có siêu luôn. Bắn cái này được 3 đam.
Trời bắn trả này hùng không. Cái gì đứng yên chính giữa này. Khốn nạn thân tôi. Cái bàn là cái gì? Mỗi lần hồi máu thì hồi máu thêm một. Trên dưới như nhau mà. Đánh 5 lần thì sẽ tăng một lần né tránh cũng được. Tại sao không? Đúng rồi đó. Tăng hai trái một một phải là làm gì để làm gì? Đúng là cúng vai luôn. Mất một máu hồi một máu. Thực ra nó cũng có tác dụng nha. Như cái lá này nè, mình uống thêm một cái di chuyển á, khi mình di chuyển hai sang trái là nó qua trái 3 ô, sau đó nó di chuyển qua phải 2 lần, mỗi lần 2 ô nó là 4 ô, tức là nó sẽ di chuyển qua phải 1 ô, cái hình chiếc giày á. Còn cái lá này tác dụng của nó là như hồi nãy, mỗi lần tấn công sẽ cộng thêm 1 đam, giống cái lá 1 và 1 của tôi, nó bắn hồi nãy là gần 30 đam á, gỗ gần mười mấy đam á, gần 10 đam á, thì cái lá này đánh 3 lần, mỗi lần nó cộng 1 đam sẽ thành 3 đam, rất là mạnh. Bây giờ mất 3 energy, nhận lại 3 energy nè. Lấy cái lá bút sót. Đúng là kiểu què vốn nhưng mà nó vẫn có giá trị nè. Chuẩn bị bắn 3 cái tên lửa đạn đạo. Tự nhiên mất 1 điểm vậy. Như thế này thì nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Cái lá này xài đạn quạng nó qua đây cái là ăn cám luôn á.
không khí mít, tức là mình có né thì nó vẫn đánh trúng mình. Ba máu thì xong. Một điểm mà rút thêm 5 kẹt thì cũng khá là ngon. Nhưng mà lá mình tí xót rồi mình đang rất cần. Bây giờ nên hồi máu hay là nâng kẹt đây? Hồi đi. Trước khi đến boss rồi. Quăng tất cả mọi thứ lên màn hình đây. Nó không đơn giản đâu. Đánh vào cái chỗ này thì nó là cái điểm yếu, đánh vào đó thì sẽ gây thêm nhiều đam hơn. Đánh vào cái phần này thì tuần sau nó sẽ không bắn. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp hả? Ba. Không có đường nào để mình có thể tránh được. Bắt buộc phải xài hai lá này à. Bốn sáu bảy, đi bên này 7, còn bên này thì 3 6, đi bên trái thì 6, đi bên phải thì 7. Đúng rồi. Đau đau. Cái phần này là cái điểm yếu của nó nè. Cái lá này với mà hai cái lá này nó không có ra chung.
cây cú thiệt á. Năm máu thì nó đánh mình mất hai máu, kệ nó, cho mất hai máu luôn. Để tối ưu đam thì bắt buộc phải lấy lá này lại. Bây giờ bán máu lấy đam thôi. 4 máu phải không? Đó, sắp chết luôn đó, bây giờ xong. Lần đầu chơi như thế là quá khá rồi. Cái lá này lá độc vẫn ngon hơn. Thay thế cái gắp ghép nhận được 3 siêu và 3 né tránh ở cái tuần đầu tiên. Đây thay thế cho cái này đó hả? Ôi vãi. Boss 1 nhưng mà sau đó quân địch nó cũng boss đời 1. Tức là chịu đấm ăn xôi với nhau phải không? Em toàn là bạn trong thú bị vết đó. Đi và hành tinh kế tiếp, chơi lần đầu mà gần qua được hai màn thì cũng khá là ổn áp rồi đó. Giờ cái dùng đất chấm hỏi, có khi nãy giờ tôi ghi hồn không chừng. Có tín hiệu cái cô ba nó ngay cái vùng này thôi, nơi mà con tàu chúng ta cần phải tới đây. Cái bật tín hiệu không khả thi cho máy. Kế hoạch là gì? Kế hoạch là bêm nhau bum 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 thôi. Bắn xong chạy, hit and gun. Trời, mỗi lần đánh nó mỗi lần mạnh hơn. Nó bao nhiêu máu? 20 máu. Vậy thì nó là 10-10, mình quất chạy né.
Bye bye. Không có đá nào khác hả? Quất nó một phát 10 máu luôn. Nó 6 máu. Sáu máu như chúng tôi này không mất tí máu nào, quá ngon. Chơi 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 chơi. Đi đường dưới để mình còn nâng bài nữa. Mất 3 máu tối bơ đa nhưng mà nhân cái kẹt lên 4 lần. Ây da. Xiao xiao xiao. Ủa cái này với cái này. À cái này thì nó không có biến mất luôn. Nó không có dịch thao nghe không. Nó không có dịch thao thì mình giữ một điểm, bớt một điểm vẫn cho dịch thao. Nó tính làm gì đây? À nó bị dính độc thôi. Bốn đam mình có thể xài lá này với lá này. Khỏi di chuyển luôn, cho đánh thoải mái luôn. Máu con này nó tới 60 nữa. Ấy. Trời đi chọc khe, biết gì qua đây trước rồi mới bắn. Thiệt ngu đần quá. Một pha chơi dại vào lòng đất luôn. Cùi bắp. Cái gì đây? Đi tất cả kẹt giờ rút 3 kẹt. Tức là mình vẫn có thể chơi xong rồi mình xài cái lá này.
cái lá này cũng ngon lắm rồi, nhưng mà lấy lá này đi, nó hợp với bò hài mình hơn. Tại tuần thứ tư thì nhận một cái tăng tốc. Cái này thì siêu thủ nó kéo dài qua cái trận combat cũ luôn. Tức là cái combat cũ mình boost được 6 siêu thì qua cái combat mới nó cũng gì nó. Nhưng mà lấy đá này cho nó cơ động. Chơi không cần máu. Lần đầu tiên mà mình mất cái lớp giáp ở mỗi tuần thì sẽ nhận một cái overguide. Mỗi lần mình đít kẹt thì nó sẽ tự động bắt lại. Khi mà mất cái giáp sẽ hồi một máu. Mỗi năm cái kẹt tím mình chơi nhiều nhất là cái kẹt màu xanh lam thôi. Kẹt tím thì cũng có đó, kẹt tím là nó thiên về công. Nhưng mà mình chơi kẹt lam nhiều nên cái này là không lấy nè. Cái này là không lấy nè. Lấy cái này tăng né tránh, mỗi lần cái bài của mình mà mình đánh nó xuống đây á, khi mà nó chuyển qua đây nó rút lại lần nữa thì mình tăng được một điểm né tránh. À hiểu rồi, lật qua phải lật qua trái kệ cho nó bắn đi, mình có ba giáp ảo à. Trời chỗ này nó trống hả? Vãi thiệt, đục vô chọc khe nó. Ủa cái này là cái gì? Chỗ này bắn được không? Không biết nữa nào. Nó còn lại ba máu. Bốn máu. Rồi, xong. Hai đam di chuyển trái phải một, cái này hai đam phòng thủ. Siêu một đống siêu gì nó không cóc. Chơi với ai chơi với ông? Ủa nó không được lấy được lá độc ở lại hết ta? À?
không thể né tránh. Thôi xong tôi rồi. Đi ra đâu? Nó tạo ra gì lắm gì nè. À nó tự bắn vô cái đích đồng minh nó luôn rồi. Vậy mình đâu có cần dịp mấy cái này. Dịch độc chết. Trời ơi. Công nhận tôi ít 4 lá độc ra là quyết định chính xác nhất luôn á. Di chuyển hai cái sang trái bắn hai phát, di chuyển sang phải một phát. Phức tạp như vậy. Nói chung là qua trái một phát bắn hai phát. Lấy mình tươi sót vẫn ngon hơn. Mình mới có 3 máu à. Chiến bot luôn. Cáp chấp e nè, đã ra đi. Cô ấy đã đi rồi. Nắm đấm. Mới vô nó đánh mình 5 đam, mình lách qua trái thì nó còn 4 đam. Không có phá được cái này của nó hả? Nó lại đánh 4 đam vô mình nữa rồi. Thank you.
ít nhất thì nhẫn về giờ phải nhận là 4 năm thôi, không có đường nào tránh cả. Một hai ba bốn lại bốn năm tiếp chơi vậy ai chơi được bạn ơi. Cái lá này có tính với lá này không ta? Nhận ăn lại 6 đam thôi. To này. 4 đam. Vẫn còn hai máu. Vẫn còn 12 máu, phải 3 tuần nữa. Trời đất, ra bài gì không gì này hả? Một siêu. Sống qua một tuần gây nó 200 nữa thì mình sẽ thắng. Trời, quên bắn cái lá này ấy. Ok, vào đây anh em. Hôm nay nè anh em nhìn nè, cái cảm giác chiến thắng quên liệt nè, chụp tấm hình luôn. Bãi màu. What happened? Của bà con đã bị phá hủy rồi. Bây giờ như mới bắt đầu vô game hay gì á. Nãy giờ mới là cái khởi động hay là cái gì thôi. Bạn muốn nhắc đến Isis và Mask không? Đúng là cả hai thằng đó thôi. Bây giờ tôi có biết con nào là con nào đâu. Đích chi đi. Tôi có một câu hỏi tôi đang nghe đây, nếu đi vòng lập làm thế nào để rời qua đây cho chúng tôi biết điều đó. Nếu bạn biết cái điều đó bây giờ thì bạn sẽ bị phá hủy thôi. Dòng thời gian của bạn thì nó chồng chéo rất nhiều thứ mà. Đáng tiếc là không có dịch được rồi anh em ơi. Thank you.
đúng là một thiên tài đó, cảm ơn. Đi sát là mới nè. Bây giờ để mở hai nhân vật này mình phải chạy một cái lần thắng với nhân vật Isaac này mới mở được Daken. Tức là game này có giá trị chơi lại là 2, 4, 6, 6, 3, 18 lần. Cái này bấm vô đây thì coi là cái gì? Coi là cái ký ức nó thôi mà. Mới được 1 phần 3 cái ký ức tinh thể về cái trí nhớ của mình thôi. Ghi cái gì mà ghi dữ vậy ông nội? Isaac Newton hay gì? 1 tiếng 20 phút, trời ơi. Cái sheet này 442889090. Tàu là Amiga, độ khó là normal. Lên độ khó khó hơn thì chắc tôi ngồi khóc thét luôn á. Mới 1 trên 18, sự kiện map là 4 thôi, artifact tìm thấy là 12, số kẹt là 28. Mở được nhân vật mới. Khó khó hơn và khó hơn nữa. Này con tàu của mình đấy là 12 4. Tàu này hình như là có 4 ô hết giờ, 1 2 3 4 nè. Nhưng mà máu nó có 9 à. Tàu này thì nó cũng 4 ô thôi, nó trống 2 ô chính giữa. Tàu này 5 ô. Nhưng mà nó hơn 1 máu à. Con tàu gì ngộ đời vậy nè. Cũng 5 ô nữa. Mà có 3 siêu thôi. Nếu như theo con boss hồi nãy thì con tàu này nó dễ né hơn á. Win 10 lần để mở phá cái con tàu quá gì này. Thôi, game này cũng áp hết đó nha. Chơi lần đầu mà win là thấy game hay rồi. Rồi, ok, bye bye anh em. Hôm nay thì để đây thôi. Game có tên là Koban Co. Một game thẻ bài của Gula rất vui, rất là thú vị luôn.